Chào các cụ nhé. Thì hiện tại là nhà em đang có 3 em Hyundai i30, khác i10 một xíu, nó dài hơn. Em bên này là 290 triệu, 2008. Thì cứ chào các cụ luôn. Sang đến em này 2009, 289 triệu rồi. Vào cái thời điểm mà bắt xe thì là cái xe bên này em màu bạc này giá là cao hơn, nhưng mà thời điểm này các cụ đi mua xe rất là hời rồi. 2009, hơn một đời mà giá có 289 triệu giá chào bán thôi nhá. i30 bản này thì đầy đủ cửa nóc các thứ đầy đủ cả, mà xe rất đẹp nhá, cọp luôn. Kiếm đâu ra một chiếc xe 289 triệu mà có số tự động này, vô lăng phím bấm rất nhiều này, đầu đài zin theo xe, xe chạy 10 vạn chứ, xe chạy 11 vạn, ừ đúng rồi 11 vạn, còn nguyên cả phiếu nhắc bảo hành các thứ này. Xe cực kỳ cọp, cực kỳ dữ nhá, số tự động rích rắc 3 cấp, cửa đóng nghe vẫn rất sướng. Chiếc xe như này thì là cực kỳ đẹp rồi, nên là bên em ấy là nhập về những dòng như này phải cực kỳ đẹp. Ui giời, cửa sổ trời đầy đủ nhá, rộng rãi hơn i10, có phần cốp sau rất rộng này, chỉ hơn 200 triệu thôi mà đã có cái xe đẹp như này để đi rồi nhá. Mầm rất đẹp luôn, 5 chấu kép, được cái phần cốp sau rộng mà biển cũng đẹp nữa. Các cụ nhìn cái biển 4 số này đã thích chưa? Một chủ từ đầu 16M6939, biển rất đẹp nhé. Mâm thì mâm phay, rộng rãi, dài, tầm giá rất hợp lý rồi, rẻ hơn cả em, thấp hơn một đời. Chào bán 289 triệu. Các cụ liên hệ vào số điện thoại của em là 0907719111. Em này số tự động máy 1.6. Những dòng này thì nhập khẩu nguyên chiếc Hàn Quốc. Các cụ nhìn phần đèn này, đèn của i30 rất đẹp nhé. Phần bi này có cả màu xanh luôn. Khung gầm con này cực kỳ đẹp, sơn xi rất đẹp, không có va chạm gì cả. Quạt một tí chỗ đầu này, nó xước cái sơn này ra thôi, không ảnh hưởng đến xe nhé. Quan trọng là máy móc, khung gầm, còn là keo chỉ con này vẫn còn đẹp chứ không phải ấy đâu. Đảm bảo có cái các cụ là những cái xe như này các cụ về đi vài năm không phải sửa chữa gì. Đăng kiểm thì còn đến năm sau mới hết, tháng 1 năm sau. Đi mua xe tầm này giá rất hời rồi. Có những chiếc xe nhà em đang cắt lỗ, có những chiếc xe mà nhập về cái bán ngay, như các cụ nhìn này, xe còn đang rỗng hết cả bãi rồi, trống hết bãi rồi. Ngày bán chục xe này. Liên hệ số điện thoại của em nhé. Em vẫn vận chuyển trước ngày toàn quốc. Các cụ nào mà khu vực miền Bắc này thì cố gắng xuống Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng xem xe này. Về Đông Sơn Thủy Nguyên Hải Phòng xem xe, liên hệ cho Luân Tùng, nhà rất nhiều lựa chọn. Cứ đến với em là có xe thôi. Ngoài ra em có thu mua xe nhé. Cụ nào có xe muốn bán thì liên hệ cho em. Hoặc có biết anh em người thân bạn bè gì có xe muốn bán thì giới thiệu. Khi mà em mua được xe hoặc bán được xe đều có phần hoa hồng gửi cho anh em nhé. Anh em xem kênh và đăng ký kênh cũng thêm phần thu nhập. Cụ nào mà thích mẫu này thì like cho em và phát và để lại bình luận phía bên dưới, hoặc là liên hệ số điện thoại kết bạn số Zalo cùng số luôn. Gạt mưa sau. Rồi em có em i30, Hyundai i30. Chào bán với cái giá là đang là 289 triệu, sản xuất 2009. Máy 1.6. Cảm ơn anh em nhé.